Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Siêu thị nông nghiệp ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đại dịch COVID-19 vẫn đang gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi ngành kinh tế thì nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Trong cơ cấu ngành nông nghiệp thì lúa gạo có vai trò nòng cốt cho an ninh lương thực. Tuy vậy thì so với năm trước, thị trường lúa gạo năm nay lại có phần là trầm lắng hơn. Giá lúa gạo nhiều thời điểm bị giảm mạnh, trong khi đó thì giá phân bón tăng cao kỷ lục gấp từ 2 cho đến 3 lần so với trước. Và nhiều nông dân trồng lúa vô cùng lo ngại khi mà giá mua một tấn phân bón còn cao hơn cả một tấn gạo. Liệu rằng những tháng cuối năm thì thị trường lúa gạo sẽ khởi sắc trở lại hay không? Trong chương trình Siêu thị nông nghiệp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, đến nay thì việc thu hoạch và tiêu thụ lúa thu đông cũng đã được thông thoáng hơn trước rất là nhiều. Tuy vậy thì giá lúa vẫn ở mức thấp. Tại An Giang, giá lúa tươi như OM9582 từ 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg, Đài Thơm 8 từ 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg, OM6976 từ 5.000 đến 5.100 đồng 1 kg, Nàng Hoa từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, IR50404 từ 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, lúa tươi IR50404 vụ thu đông 2021 được nông dân bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức từ 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Lúa tươi OM5451, OM6976 có giá từ 5.000 đến 5.400 đồng 1 kg. Lúa Đài Thơm 8 và RVT ở mức từ 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. Nàng Hoa 9 từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Dự báo giá nhiều loại lúa có khả năng tăng trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ tăng và nguồn cung giảm khi nhiều địa phương bước vào cuối vụ thu hoạch lúa thu đông 2021. Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 9 thì cả nước đã xuất khẩu thành công 530.000 tấn gạo trị giá 261 triệu đô la Mỹ, trong khi tháng 8 năm 2021 xuất khẩu gạo chỉ đạt mức là 430.000 tấn và trị giá 221 triệu đô la Mỹ. Theo đó thì tính tổng 9 tháng năm 2021, xuất khẩu gạo của cả nước đạt trên 4,5 triệu tấn và trị giá gần 2,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,5% về lượng và giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia thương mại, xuất khẩu gạo những tháng gần đây đang gặp khó khăn bởi nhiều yếu tố bất lợi từ đại dịch COVID-19. Thế nhưng mà gần đây giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã được cải thiện, chẳng hạn như là giá gạo 5% tấm xuất khẩu đã tăng từ 423 đến 427 đô la Mỹ một tấn lên 428 đến 432 đô la Mỹ một tấn trong những ngày cuối của tháng 9 và tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 10. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng hơn 2 tháng qua. Trong khi đó thì giá gạo 5% tấm của Thái Lan chỉ ở mức là 383 đến 387 đô la Mỹ một tấn và Ấn Độ là 368 đến 372 đô la Mỹ một tấn. Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo thì giá gạo Việt Nam tăng do đơn hàng từ các nước nhập khẩu gạo truyền thống đang có nhu cầu trở lại. Hơn nữa thì nguồn cung gạo từ Ấn Độ bị ảnh hưởng do thời tiết không thuận lợi. Theo dự báo thì 3 tháng còn lại của năm 2021, hoạt động xuất khẩu gạo tiếp tục được đẩy mạnh do nhiều thị trường nhập khẩu lớn tại châu Á tăng nhập khẩu cho nhu cầu cuối năm. Ngoài ra thì hoạt động xuất khẩu gạo sẽ được khơi thông mạnh mẽ hơn do các địa phương đã bắt đầu nới lỏng giãn cách từ đầu tháng 10 và chủ trương nối lại sản xuất an toàn vừa phòng chống dịch. Mặt khác thì thị trường gạo thế giới lại bắt đầu có những dấu hiệu sôi động trở lại khi mà dịch COVID-19 ở các nước xuất khẩu và nhập khẩu bớt căng thẳng, cho phép hoạt động thương mại gạo được nối lại. Trước những thuận lợi này thì các doanh nghiệp đang cố gắng để đưa ra mục tiêu xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo trị giá là 3,2 tỷ đô la Mỹ có thể hoàn thành trong quý 4 năm nay. Theo dữ liệu hải quan thì hoạt động nhập khẩu gạo của Trung Quốc thời gian qua đã tăng đột biến. Cụ thể là trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mốc là 3,2 triệu tấn. Trong khi đó thì so với cùng kỳ, hoạt động xuất khẩu gạo của Trung Quốc chủ yếu là xuất bán các kho gạo tồn từ mùa cũ vẫn còn ổn định ở mức là 1,69 triệu tấn.
Các chuyên gia dự báo nếu như có xu hướng này tiếp tục tăng thì nhà sản xuất lương thực lớn nhất thế giới sẽ lần đầu tiên trở thành nhà nhập khẩu gạo ròng kể từ năm 2018. Nhu cầu về gạo tấm của Trung Quốc được cho là chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thức ăn chăn nuôi khi mà giá các loại ngũ cốc khác dùng thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là ngô, đã tăng lên. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, lượng gạo của Ấn Độ được nhập khẩu vào Trung Quốc trong năm 2020 chỉ chiếm khoảng dưới 1%, nhưng mà năm nay đã bất ngờ tăng lên 23% và khiến cho quốc gia Nam Á trở thành nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Trung Quốc. Việt Nam 22%, Pakistan và Myanmar lần lượt là 20% và 18%. Đối với thị trường lúa gạo tại Việt Nam, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là kết thúc năm tài khóa 2021. Ngành lúa gạo năm nay phải đối mặt với khó khăn kép khi mà đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư và gây ảnh hưởng lớn về lưu thông vận chuyển tại vựa lúa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Để cùng tìm hiểu kỹ hơn về diễn biến thị trường lúa gạo trong nước và xuất khẩu trong những tháng cuối năm này, mục tiêu xuất khẩu cho năm 2021 liệu rằng có đạt được như kỳ vọng, triển vọng cho niên vụ năm 2022 sẽ ra sao, siêu thị nông nghiệp ngày hôm nay cũng đã kết nối với ông Nguyễn Đình Bích, chuyên gia nghiên cứu và phân tích thị trường lúa gạo Việt Nam. Xin chào ông và xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên xin được phép hỏi ông đó là tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ còn ít ngày nữa thôi là sẽ kết thúc năm tài khóa 2021 và ngành lúa gạo của Việt Nam chưa khi nào mà trải qua thời kỳ khó khăn hiện nay, dịch bệnh rồi thì giá nguyên liệu đầu vào đã tăng vọt, nghịch lý một tấn phân bón đắt hơn một tấn lúa. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về giá cả thị trường ra sao của Việt Nam trong năm 2022 sắp tới ạ? Trong khi thì cái nhu cầu nhập khẩu gạo thế giới nó sẽ dừng lại ở mức 46 triệu tấn như năm 2020. Cho nên rằng là xuất khẩu gạo trong năm 2022 ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu. Bởi lẽ trong cái bối cảnh mà chúng ta phải tiếp tục chịu đựng cái giá đầu vào như vậy, nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới thì không tăng, còn sản lượng thì tăng. Như vậy ấy là cái triển vọng mà thật là sáng sủa cho năm 2022 ấy, là tôi nghĩ khó có thể xảy ra. Vâng, cuộc khủng hoảng giá phân bón ồ ạt thì cũng đang dội vào ngành lúa gạo và một loại thực phẩm chính của một nửa dân số trên thế giới và được dự báo là cũng sẽ sắp tăng giá mạnh. Trên thực tế thì giá phân bón cũng đã tăng cao kỷ lục, có loại thì tăng tới gấp 2 lần so với năm trước. Và trước cái chi phí mà phân bón chỉ 5 triệu đồng một hecta lúa nhưng mà nay thì đã là 10 triệu đồng trên một hecta thì rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo cũng dự báo là giá phân bón cũng sẽ tăng cao, có nguy cơ là khiến cho lượng lúa cũng sẽ sụt giảm. Tất cả thì cũng sẽ khiến cho giá lúa gạo sẽ tăng, nhưng mà không biết là độ trễ của việc tăng giá lúa gạo lần này là bao lâu, bởi vì lúa gạo thì ít đi, chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải tăng giá lên để có thể thu mua. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, sản lượng cao nhưng mà giá trị mang lại không nhiều do là gạo Việt tham gia thị trường xuất khẩu đa số vẫn là gạo trắng và gạo giá rẻ. Do vậy, để có thể tập trung phát triển ngành lúa gạo theo hướng nâng cao về chất lượng và giá trị cũng như là mục tiêu của ngành nông nghiệp trong định hướng phát triển của ngành lúa gạo trong giai đoạn sắp tới, việc phát triển chuyển hướng sang các mặt hàng gạo đặc sản có giá trị cao được xem là giải pháp góp phần nâng cao giá trị gạo Việt trên thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu. Cùng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì các tỉnh phía Bắc cũng đã và đang nỗ lực triển khai thay đổi cơ cấu sản xuất, tập trung phát triển canh tác các giống lúa mới cho hiệu quả kinh tế, thay thế các giống phẩm cấp thấp trước đây trong cả vụ chiêm và vụ mùa, ghi nhận tại vựa lúa huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Khác với lúa chiêm, trong lúa vụ mùa, nhiều diện tích lúa dễ xuất hiện tình trạng sâu bệnh gây hại như bệnh khô vằn, bệnh bạc lá hay lùn sọc đen và các bệnh hại do nấm và virus gây ra. Tình trạng lúa gãy đổ do mưa bão cũng gây ảnh hưởng lớn tới năng suất và sản lượng của cây lúa trong vụ mùa. Trồng lúa cũng gần trên 30 năm, trước khi nào lúa vụ mùa nhà ông Hà lại khá như năm nay. Tôi thường xuyên đi kiểm tra đồng ruộng, thì cái hiện tượng như các vụ trước ấy, là dày nâu, rồi khô vằn, rồi đạo ôn, là những cái sâu bệnh như là rất nhiều. Nhưng mà vụ này tôi chỉ có dùng thuốc bảo vệ thực vật có một lần, tức là lúa bắt đầu là chấp thấp thoa chỗ thì là tôi phun để phòng trừ sâu cuốn lá, đỏng mới sâu đục thân. Thế còn hầu như là
bệnh là không có. Với mỗi mét vuông gặt mẫu đánh giá thống kê, cho thu hoạch lên tới hơn 1,1 kg lúa tươi. Bình thường như cái giống lúa trước tới cấy về cái mùa này ấy, thì là cái bệnh nấm là rất nhiều. Riêng thằng này thì là cái nấm là nó ít, chăm bón nó dễ hơn. Và năng suất thì nó vào cái tầm là 250 kg trở lên. Gạo thì mềm, đấy. Ăn ngon. Đây là giống lúa có chiều cao cây trung bình nên chống độ tốt, đẻ nhánh khỏe. Bông không dài nhưng tỷ lệ bông huy hiệu cao. Hạt xếp kít. Số hạt trên bông đạt 250 đến 270 hạt. Năng suất có thể đạt 70 đến 90 tạ một hecta. Đặc biệt giống lúa này có phạm vi thích ứng rộng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống quốc gia năm 2020 và khảo nghiệm ở tất cả các vùng miền trên cả nước. Sau quá trình khảo nghiệm trình diễn ở các địa phương và nhu cầu thực tế của nông dân các địa phương trong tỉnh Hưng Yên, thì chúng tôi bắt đầu từ vụ xuân năm 2021, tỉnh Hưng Yên có chính sách là hỗ trợ cho các địa phương và nông dân gieo cấy những cái giống lúa mới có tiềm năng năng suất khá trở lên, chất lượng gạo, cơm gạo từ khá trở lên, và đặc biệt là những giống lúa mà thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt ưu tiên là những cái giống cứng cây chống đổ và ít nhiễm các đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm. Qua hai vụ là vụ xuân và vụ mùa, từ vài chục hecta khảo nghiệm, đến nay diện tích gieo trồng giống lúa này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt sản lượng từ 70 đến 80 tấn một vụ, tương đương diện tích gieo cấy lên tới khoảng 1.000 hecta. Đồng thời để khuyến khích người nông dân chuyển đổi sang các loại giống mới cho năng suất, chống chịu sâu bệnh và thời tiết tốt, ngành nông nghiệp Hưng Yên sẽ hỗ trợ 50% giá giống trong vòng 2 đến 3 vụ cho người dân trong quá trình tiếp cận và chuyển đổi. Đồng thời đơn vị cung cấp giống sẽ cam kết bao tiêu toàn bộ đầu ra cho diện tích trồng lúa đạt tiêu chuẩn với giá trung bình cao hơn các giống lúa thông thường từ 15 đến 18%. Riêng trong vụ này, lúa tươi hiện đang được thu mua với giá từ 6 đến 7.000 đồng một kg. Còn tại Hà Nội, với thành công của quá trình dồn điền đổi thửa, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và canh tác lúa, nhiều diện tích lúa cũng đã được tập trung gieo cấy giống lúa chất lượng cao, ghi nhận của phóng viên Siêu thị Nông nghiệp. Là một trong những vựa sản xuất lúa vệ tinh, chi viện cho thị trường rộng lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước, cây lúa được xác định là cây trồng chủ lực của huyện Ứng Hòa. Bằng quá trình tập trung chuyên canh các giống lúa chất lượng cao, Ứng Hòa trở thành địa phương dẫn đầu thành phố Hà Nội về diện tích lúa Japonica, chủ yếu là giống G02, với hơn 3.400 ha một vụ, chiếm gần 50% diện tích lúa G02 toàn thành phố. Cho nên tôi rất là biết cái nỗi khổ của bà con, tại sao bà con đang bỏ ruộng. Vì ta áp dụng theo cái thủ công ấy, thì nhiều khi cái công lao động bây giờ nó rất là cao. Thế cho nên là bà con làm nó sẽ không có lãi. Nhiều khi bà con làm nó chưa đúng cái kỹ thuật để làm sao áp dụng theo sản xuất công nghệ cao thì nó đem lại cái hiệu quả kém, nên bà con bỏ ruộng rất nhiều. Với hình thức liên kết sản xuất hoặc thuê khoán trọn gói, toàn bộ diện tích ruộng lúa bỏ hoang sẽ được hợp tác xã thuê lại của các hộ nông dân để gieo trồng giống lúa chất lượng cao Japonica, giống G02 của Nhật Bản. Một giống, một quy trình cùng hiệu quả từ việc áp dụng cơ giới hóa và công nghệ trong sản xuất canh tác lúa, từ những mảnh ruộng sâu trũng hoang hóa lâu ngày nay trở thành những cánh đồng lúa chịu bông lúc liệu. Mới đầu tiên thì là nói chung là cấy lúa thì bây giờ là rất nhiều người bỏ ruộng, thế là họ sợ và gia đình ai cũng phản đối, và kể cả bất kể người dân nào đấy, nói chung là bây giờ đầu tư vào lúa gạo là họ thấy nhiều nơi họ bỏ ruộng hoang quá, sợ không dám đầu tư. Thế nhưng mà bây giờ đi vào hợp tác xã đoàn kết thì tôi thấy là có nhiều máy móc hiện đại và làm cho kiểu mình đỡ cái công sức vất vả bỏ ra, thì thu nhập vẫn được cao, thì cho nên là mình quyết định là theo đuổi cái ngành nghề này. Bên cạnh liên kết với người nông dân tại địa bàn, hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp đoàn kết còn liên kết một số hợp tác xã khác trong huyện và các vùng lân cận để mở rộng diện tích. Tính đến nay, tổng diện tích liên kết sản xuất lúa chất lượng cao Japonica
của hợp tác xã đã lên tới hơn 300 hecta mỗi vụ. Đấy, đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trước đây thì đưa giống lúa Namorica của Nhật, sau đó là đưa máy cấy và tiến hành đến thời điểm này là đưa máy bay coi như là gieo xạ để phục vụ coi như là bà con nông dân. Nếu đưa cái này vào được thì nói thực ra sự ra mà nói nông dân là rất phấn khởi, mà tình trạng bỏ ruộng là không còn. Được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận đạt 4 sao năm 2020, sản phẩm gạo chất lượng khu cháy của hợp tác xã đã và đang được người tiêu dùng thủ đô cùng các tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ đặc biệt ưa chuộng. Hàng tháng, hợp tác xã cung ứng ra thị trường trung bình trên dưới 100 tấn gạo chất lượng cao. Cùng một cái giống lúa đó, nhưng mà riêng huyện Đông Hòa cấy cái G02 là cơm rất là đậm đà, ăn có cái vị nó ngọt, nó ngon hơn. Đấy. Thế mà cái diện tích thì rất là lớn. Nếu mà cấy thì như năm vừa qua là tới gần 4.000 hecta một cánh đồng mẫu lớn. Ở đâu cũng vậy, các bà con sẽ cấy tập trung một giống lúa, một cánh đồng. Để ổn định sản xuất cũng như tập trung chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cho mặt hàng gạo đặc sản của thành phố Hà Nội, theo kế hoạch trong thời gian từ nay đến năm 2030, huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì ổn định 5 vùng lúa chất lượng cao với diện tích gần 6.000 ha. Bên cạnh đó, địa phương sẽ thực hiện đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị và giảm chi phí, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm gạo chất lượng cao khu cháy với các sản phẩm gạo đặc sản tiêu biểu như Japonica, Bắc Thơm số 7, Nếp Nhung, Nếp Cái Hoa Vàng. Vâng, việc mà phát hiện lúa đặc sản tại nhiều địa phương đã có những tín hiệu tương đối khả quan, đúng không thưa quý vị và các bạn? Và không chỉ là trong nước mà trong xuất khẩu lúa gạo hay là nhu cầu lúa chất lượng cao, đặc sản ngày càng cao. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối trở lại với chuyên gia lúa gạo Nguyễn Đình Bích về thị trường lúa gạo đặc sản hiện nay. Vâng, thưa ông Nguyễn Đình Bích, là trên thị trường thế giới hiện nay thì hạt gạo thơm hay là gạo đặc sản của Việt Nam đang ở vị trí như thế nào và ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường này ạ? Các cái số liệu của thống kê của nước ta cho thấy là trong 9 tháng đầu năm nay thì cái xuất khẩu gạo thơm của chúng ta đã đạt hơn 2 triệu tấn. Và trong khi đó thì nếu so với Thái Lan thì chúng ta thấy rằng là trong 8 tháng đầu năm nay thì Thái Lan chỉ mới xuất khẩu được có 863.000 tấn gạo thơm mà thôi. Thế còn Ấn Độ thì là quốc gia hiện đang dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo thơm. Thì trong 8 tháng đầu năm nay thì họ xuất khẩu được 2,9 triệu tấn. Có nghĩa rằng là chỉ xét riêng gạo thơm ấy thì chúng ta hiện vẫn đang giữ ngôi vị thứ hai thế giới về xuất khẩu nhóm hàng này. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị, trên thị trường gạo đặc sản thì thời gian qua hai giống gạo là ST24 và ST25 của nước ta đã được công nhận trên trường quốc tế khi mà xuất sắc đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới năm 2019 và giành giải nhì tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2020 được tổ chức tại Mỹ. Điều này cũng đã khẳng định phẩm cấp thượng hạng của hạt gạo Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, lúa gạo là ngành hàng chiến lược của nước ta, không chỉ là đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Chính vì vậy mà đẩy mạnh cơ cấu lại ngành hàng này là hết sức cần thiết để có thể phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được, đồng thời khơi dậy những tiềm năng còn chưa được khai phá. Để thực hiện được điều đó thì giải pháp thời gian tới sẽ là phát triển các vùng sản xuất lúa tập trung theo giống được xác định, có sự liên kết sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất và trong đó thì tuân thủ tuyệt đối giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất được nguồn gốc và ứng dụng công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến để giảm thất thoát và đảm bảo được sản phẩm gạo có chất lượng đồng nhất, đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến đây thì thời lượng của chương trình Siêu thị nông nghiệp cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.